chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Kể từ đầu bộ truyện Jujutsu Kaisen là chúng ta được biết rằng chú thuật sư mạnh nhất thì hiện đại chính là Gojo, người mà chỉ duy nhất mình anh đã khiến cán cân giữa sức mạnh và con người trở nên cân bằng. Và có lẽ là một trong chúng ta đã thoạt đầu nghĩ rằng ông thầy Di Nhố là nhân vật được yêu thích nhất bộ truyện. Thế nhưng sự thật thì sự nổi tiếng của Gojo trong cộng đồng Jujutsu Kaisen lại đứng sau kha khá các nhân vật. Và đặc biệt phải nói đến chính là sát chú thuật sư Tochi, người suýt tí nữa đã tiễn được Gojo Satoru về nơi chín suối. Gần đây thì hình ảnh về sức mạnh bá đạo của Tochi cuối cùng cũng đã được xuất hiện trên anime rồi. Vậy thì tại sao dù chỉ xuất hiện với thời lượng khá ít trong bộ truyện mà Tochi lại trở nên được yêu thích tới như vậy trong cộng đồng fan Jujutsu Kaisen? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Điều đầu tiên khiến mình vô cùng ấn tượng với Tochi chính là việc anh là người đầu tiên có thể khiến Gojo phải gục ngã. Người có thể đánh bại được kẻ mạnh nhất thì chẳng phải đó là người mạnh nhất sao? Bình đùa thôi, nhưng chúng ta có lẽ đều biết để có thể đưa được lưỡi dao vào đầu của Gojo thì Tochi đã cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Nhưng cách mà anh hạ được người mạnh nhất ắt hẳn đã để lại ấn tượng rất lớn đối với chúng ta phải không nào? Gojo về cơ bản là không thể chạm tới được nhờ vào khả năng hoạt động vô cùng bá đạo của vô hạ hạn. Điều này đã khiến khái niệm thiên dữ chú phượt và những người sở hữu nó trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trong Jujutsu Kaisen. Sau khi Tochi khiến cho ông thầy Di Nhố phải rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh, ban đầu Tochi được sinh ra là thành viên của gia tộc Zenin, một trong tam đại gia tộc nổi tiếng. Và mặc dù tất cả bọn họ đều coi thường anh ta vì anh ta không có tí chú lực nào và phải phụ thuộc vào các chú cụ khi thanh tẩy nguyên hồn, nhưng Tochi đã biến điểm yếu thành một khả năng chết người hoàn hảo và mang lại cho anh danh hiệu sát thủ phù thủy, cũng như trở thành một trong những tác động mạnh nhất tới toàn bộ cốt truyện trong Jujutsu Kaisen. Tuy nhiên trước đó thì Tochi đã lớn lên trong một quá khứ khắc nghiệt và vô cùng tàn nhẫn. Gia tộc Zenin là một trong những gia tộc nổi bật và ưu tú nhất, gắn bó trung thành với truyền thống. Gia tộc này đã đạt được một vị trí rất vững chắc trong lịch sử Jujutsu Kaisen bằng cách thu thập và tập hợp các chú thuật sư với các chú thuật mạnh mẽ. Vì vậy, sức mạnh của gia đình dựa vào các kỹ thuật được thừa hưởng di truyền rất được coi trọng như thuật thức đầu xạ chú thuật và thập chủng mảnh. Thế nên, Megumi đã được trưởng tộc Naobito đề nghị với Tochi để trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc Zenin. Có thể nói rằng đây là lỗi của gia tộc Zenin khi đã khiến cho Tochi mất đi niềm tin trong cuộc sống và rơi vào cờ bạc sa đọa sau khi người vợ yêu quý của anh qua đời. Trong hệ thống phân cấp của Zenin, những người không có chú thuật kế thừa hoặc những người không chứng tỏ được bản thân trong gia tộc bị coi là bẩn thỉu, ngay cả giữa các thành viên trong gia đình có quan hệ chung huyết thống với những người đứng đầu gia tộc. Dựa trên suy luận của gia tộc này, chúng ta đều có thể tưởng tượng ra những khó khăn mà một người như Tochi đã phải trải qua trong cả tuổi thơ của mình vì anh không có chú lực, không có chú thuật, không có gì cả. Trong câu trả lời của tác giả GG ở fanbook Jujutsu Kaisen, Tochi đã phải chịu bạo hành gia đình từ thành viên gia tộc Zenin khi mà anh bị ném vào phòng tra tấn với các nhóm nguyên hồn từ khi anh còn rất nhỏ. Đó là lý do tại sao Tochi có vết sẹo ở môi dưới. Tuy nhiên, đây lại trở thành điểm nhấn ấn tượng của Tochi đối với đông đảo fan girl Jujutsu Kaisen. Nhưng chúng ta có thể thấy được rằng, từ rất sớm, mọi thứ đã vô cùng khó khăn đối với Tochi khi được sinh ra trong một trong những gia tộc đạo đức giả nhất trong lịch sử Jujutsu Kaisen. Về mối quan hệ gia đình của Tochi trong gia tộc, thì anh là con trai của anh trai của Naobito, nên Tochi là cháu trai của Naobito và Ogi. Điều này có nghĩa Tochi là anh em họ với Naoya, Maki và Mai. Giống với Maki, vì chán ghét sự quấy rối mà anh nhận được từ gia đình, Tochi bắt đầu tách mình ra khỏi gia tộc Zenin và trau dồi kỹ năng cũng như năng lực thể chất của bản thân bằng cách sử dụng sức mạnh của thiên dữ chú phượt. Mình chưa rõ Tochi rời gia tộc theo cách nào, nhưng dựa theo cách các thành viên trong gia tộc phản ứng khi nghe đến cái tên Tochi và danh tiếng mà anh có thì mình đã rất chắc chắn khi cho rằng Zenin sợ hãi khả năng của Tochi hơn là những gì mà Maki đã làm và lo sợ rằng anh có thể sẽ xóa sổ toàn bộ gia tộc. May mắn cho họ là do một số yếu tố, Tochi thờ ơ và không bao giờ thực sự tham gia vào sự oán hận. Nhưng chị đại Maki thì không như vậy, và chị đã đồ sát hết không chừa một ai. Khi Maki quay trở lại dinh thự Zenin, ai cũng sợ hãi chị đại đã trở thành Tochi thứ hai. Và câu thoại của Ranta đã cho chúng ta biết rằng gia tộc Zenin còn tồn tại là vì Tochi vẫn còn có mục đích sống trên đời. Mẹ của Megumi có lẽ là lý do mà Tochi không đồ sát cả gia tộc. Có lẽ là vì anh muốn thể hiện mình là một người đàn ông, một người cha có thể tin cậy được. Nhưng sau khi mẹ Megumi qua đời thì Tochi rơi vào cuộc sống sa đọa. Nhờ vào cơ thể thiên dữ chú phượt nên Tochi không thể say rượu. Nhưng những thứ tiêu khiển ấy cũng dần không thể thỏa mãn được anh. Kiếm tiền cũng chỉ để giết thời gian và phung phí vô bổ vào cờ bạc, gái gú. Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của Tochi mà anh ấy rời xa gia tộc và sử dụng các kỹ năng thể chất vượt bậc của mình để thực hiện các nhu cầu cá nhân. Tochi trở thành một sát thủ và có được sự sợ hãi trong thế giới ngầm Jujutsu với tư cách là một John Wick của chú thuật sư, dù trong mình hoàn toàn không sở hữu một chút chú lực nào cả.
sự kiện ám sát tinh tương thể, không có sự hỗ trợ từ gia đình, Tô Chi đã sử dụng thiên dữ chú phượt của mình và kiếm tiền từ các nhóm thế giới ngầm khác nhau. Từ đó, anh trực tiếp dẫn chúng ta đến các sự kiện trong phần quá khứ của Gojo. Ngay cả khi chúng ta biết rằng Tô Chi là nhân vật phản diện chính của chương này, nhưng với màn thể hiện vô cùng ấn tượng và thành công, khiến cho ông thầy Dí Nhố phải đo sàng trong vũng máu, Tô Chi đã nhanh chóng đốn tim của biết bao nhiêu khán giả Jujutsu Kaisen. Tô Chi đã lên kế hoạch vô cùng thông minh và biết rằng anh không thể tự mình nhảy vào đối đầu với Gojo, người đầu tiên trong gia tộc sở hữu cả lục nhãn và vô hạ hạn trong hơn 400 năm qua. Nhưng Tô Chi vẫn rất ung dung và có phương pháp cụ thể đối với toàn bộ kế hoạch, và thậm chí là không nghi ngờ về kế hoạch của mình dù chỉ một ít. Tô Chi biết chỉ cần áp lực từ tiền thưởng của Rico sẽ khiến Gojo sử dụng sức mạnh của mình liên tục, ngay cả khi không ngủ. Vì vậy mà tất cả những gì Tô Chi cần làm là chờ đợi thời điểm của mình để tấn công trực diện. Tô Chi bỏ lại phía sau một con đường tàn sát, hoàn toàn làm xáo trộn thế giới với hành động ám sát Rico Amanai và phỉ báng niềm kiêu hãnh của hai chú thuật sư mạnh nhất lúc bấy giờ. Tuy Tô Chi đã chết, nhưng trong lúc hấp hối, những suy nghĩ cuối cùng của anh là về vợ và con trai Megumi, người mà Tô Chi thực sự yêu quý. Những lời cuối cùng Tô Chi nói với Gojo về Megumi và để ông thầy Dí Nhố tùy ý quyết định. Đây chắc chắn là một cái kết thúc rất đột ngột và khó hiểu cho chúng ta, khi mà Tô Chi đã để lại một tác động lớn vẫn còn vang vọng cho tới ngày nay. Nhưng tác giả GG đã cho chúng ta rất nhiều chi tiết về Tô Chi, mặc dù thời lượng xuất hiện của anh trong bộ truyện là tương đối ngắn. Nhưng sau khi chiến đấu với chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, thì sức mạnh của anh vẫn tiếp tục được thể hiện là một con quái vật tuyệt đối trong trận chiến ở 11 năm sau trong sự kiện Shibuya. Tô Chi được đưa trở lại câu chuyện bằng kỹ thuật gọi hồn của nguyên sư Ogami, sử dụng thông tin cơ thể hoặc linh hồn của một người đã chết để áp một người khác. Trong trường hợp này, Ogami đã sử dụng thông tin của Tô Chi Zenin để cường hóa cháu trai của bà ta. Tuy nhiên, do một mâu thuẫn trong điều kiện khế ước, cơ thể thiên dữ chú phượt mạnh mẽ của Tô Chi đã chế ngự linh hồn của cháu trai Ogami và anh trở thành một thực thể bất tử, lang thang tìm kiếm sự tàn sát. Tô Chi lại một lần nữa thể hiện sự ấn tượng của mình khi mà dễ dàng thanh tẩy nguyên hồn đặc cấp Dagon và được con trai Megumi của mình so sánh tốc độ và sức mạnh còn vượt trội hơn cả Sukuna khi sở hữu ba ngón. Xã hội chú thuật đã chọn không công nhận những cá nhân sở hữu thiên dữ chú phượt và không có chú lực như Tô Chi, nhưng nhìn vào sức mạnh và tầm ảnh hưởng mà anh để lại, chắc chắn Tô Chi đã thay đổi cách nhìn thế giới chú thuật theo đúng nghĩa đen. Ngoài sức mạnh thể chất phi thường, Tô Chi còn là một sát thủ lão luyện, có kiến thức phong phú về chú thuật. Mặc dù bản thân không phải là một chú thuật sư, Tô Chi sử dụng thành thạo các loại vũ khí thông thường như súng, dao, cho đến những chú cụ đặc cấp như thiên nghịch mâu và du vân, khiến cho chúng ta chú ý được những chi tiết nhỏ nhất của Jujutsu Kaisen. Đồng thời, sự tôn trọng và sợ hãi của gia tộc Zenin đối với Tô Chi thực sự đã chứng minh sự đặc biệt và nỗ lực phi thường của anh trong quá trình phát triển bản thân, khi mà xung quanh Tô Chi chỉ là định kiến về những người không có chú lực. Quả là một người chơi hệ vật lý đích thực trong thế giới phép thuật, phải không nào? Một số khía cạnh sâu sắc hơn về tính cách của Tô Chi. Sau khi mẹ của Megumi mất thì Tô Chi đã trở thành một sad boy, sau đó thì cũng đã chuyển qua thành bad boy luôn. Anh lập gia đình vào năm 2002, sinh ra Megumi với một người tình giấu tên. Sau đó vào khoảng năm 2006-2007, Tô Chi kết hôn với mẹ của Sumiki và bỏ rời cô ấy cùng con luôn, bởi vì việc sở hữu một gia đình không thực sự phù hợp với kiểu người của Tô Chi. Và thực sự mà nói, anh giống như một người cha bế tắc từ sau khi mẹ Megumi qua đời. Anh ấy bắt đầu tránh xa Megumi, có lẽ vì căng thẳng từ gia tộc Zenin, Tô Chi bắt đầu nuôi dưỡng sự oán giận từ rất sớm và tâm lý của anh đã trở nên không ổn định. Cho nên khi nhận ra sức mạnh thế chất của mình, Tô Chi có thể đã xóa sổ gia tộc Zenin nếu mẹ Megumi đã không xuất hiện trong cuộc đời anh. Khi cô ra đi thì Tô Chi chuyển từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác bằng cách sử dụng thiên dữ chú phượt của mình để giết người và kiếm tiền. Không những thế, trong thời gian Tô Chi lần đầu tiên ở bên Megumi, anh đã hoàn toàn không biết cách chăm sóc boy lạnh lùng. Và cuối cùng, khi thời gian trôi qua, Tô Chi đã bỏ lại Megumi phía sau, vì với anh, đó là quyết định tốt nhất, bởi Tô Chi biết bản thân mình như thế nào và anh không thực sự phù hợp để làm cha. Hơn nữa, Tô Chi đã hối hận khi bán Megumi cho Naobito, vì anh không muốn Megumi phải dính dáng gì đến gia tộc Zenin mà anh đã từng ghét cay ghét đắng. Có lẽ điều duy nhất có thể níu kéo được Tô Chi trên cuộc đời này đó chính là Megumi. Và khi biết được boy lạnh lùng giữ lại họ Fushiguro thì anh đã tự sát để cứu con trai mình khỏi con rối của bản thân. Thực sự thì tưởng chừng như Tô Chi muốn khẳng định bản thân, anh cảm thấy khó hiểu và căng thẳng khi đứng trước một thế lực như Gojo, tự tin rằng mình sẽ đánh bại được kẻ mạnh nhất. Thậm chí Tô Chi còn muốn niềm tự hào đó dẫn anh đến cái chết.
Tucci vẫn giữ nó khi nghĩ về Megumi một lần, vì anh thực sự nghĩ rằng mình không phải là một người tốt hay một người cha tốt, và hy vọng duy nhất còn lại trong Tucci là tương lai đúng đắn cho Megumi. Có lẽ chuyện sẽ khác nếu như mẹ của Megumi được tiếp tục cuộc sống với Tucci, nhưng anh chắc chắn đã để lại dấu ấn của mình trong bộ truyện này. Tucci đã biến Gojo thành một vị thần, giết tinh tương thể của Tengen, khiến Tengen tiến hóa, tha hóa đạo đức của Geto và gián tiếp giúp Kenchaku thực hiện trò chơi thanh trừng. Tất cả những điều này đều quan trọng để khởi động các sự kiện hiện tại của Jujutsu Kaisen. Tucci nhờ sở hữu thiên dữ chú phượt, anh đã thoát hoàn toàn khỏi luật nhân quả, phá vỡ xiềng xích của địch mệnh. Nếu không có Tucci, hầu hết mọi kế hoạch của Kenchaku sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Geto sẽ không có cơ thể để bị đánh cắp, Gojo sẽ không mạnh bằng một nửa bây giờ, và sự kế vị của Tengen cũng sẽ được hoàn thành. Ngay cả Sukuna có thể sẽ bị phong ấn trong một thời gian dài. Nếu như không có Fushiguro thì Yuji sẽ không ra đi trở lại trường và ăn ngón tay để cứu các bạn cùng lớp của mình, để cứu các bạn cùng câu lạc bộ của mình. Mọi thứ có thể được truy ngược lại người đàn ông này bằng cách này hay cách khác, thậm chí không dừng lại ở đó. Nếu không có cái chết của Tucci, anh ta sẽ tạo ra sự hỗn loạn hoàn toàn trong gia tộc Zenin bằng cách bán con trai mình không cho ai khác, chính là người đứng đầu gia tộc hiện tại vào thời điểm đó, Naobito Zenin, một người vô cùng sợ hãi Tucci và cá cược với anh nếu Gojo Satoru chết hoặc trở nên mất khả năng chiến đấu theo bất kỳ cách nào thì gia tộc Zenin sẽ được Megumi Fushiguro trực tiếp thừa kế. Ngoài ra thì ở những diễn biến hiện tại, có một xu hướng thời trang mà những fan Jujutsu Kaisen nhận ra, đó là khi hai nhân vật mạnh mẽ trong bộ truyện bắt đầu solo một một, một trong hai người thường sẽ mặc một bộ trang phục giống với Tucci, hoặc trong trường hợp của Gojo thì ông thầy dĩ nhố sẽ ăn cắp bộ đồ đó luôn. Nhưng vấn đề là những người mặc giống Tucci lại có xu hướng chịu số phận tương tự với anh. Mình lo lắng rằng liệu lời nguyền Tucci có thực sự xảy ra hay không. Còn các bạn nghĩ sao về Tucci Fushiguro, sát chú thuật sư không dùng đến chú thuật? Hãy comment phía dưới video cho mình biết với nhé.